Ngươi nói là ngươi nói chuyện được với tướng nhà trời. Bắt đầu được chưa? Càng à, hay là để ta nói với hoàng thượng giùm cho. Đại nhân, con có lá thư gửi đại nhân trong phòng. Con viết thư cho ta sao? Nhà bẩm hoàng thượng, bây giờ thần lên đó nói chuyện với tướng nhà trời. Đại nhân với hoàng thượng cứ ở đây đi. Thần nói xong rồi thần bay xuống liền. Nhưng mà ta đứng ở đây, làm sao chứng kiến được ngươi nói chuyện với tướng nhà trời? Nhà bẩm hoàng thượng nhất định sẽ thấy. Lạy trời, xin trời giúp con biến thành tướng nhà trời lần nữa. Nếu không phải bây giờ thì không phải lúc nào hết. Còn nếu không, bây giờ con sẽ nhảy xuống rồi về trời tạ tội vì đã không làm tròn sứ mạng. Tướng nhà trời, mau hiện ra. Tướng nhà trời gì đâu, làm gì có. Nó lại bày trò lừa gạt hoàng thượng rồi. Để coi sao. Hoàng thượng nhìn kìa, hoàng thượng. Trách nhiệm không hoàn thành, con xin về trời tạ tội đây. Lính hộ giá. Dạ. Tướng nhà trời. Good. Dạ bẩm hoàng thượng tin thần chưa? Tướng nhà trời nói với hoàng thượng với phò người chính danh thôi.